Có mấy quả để nuôi lại, bảo để hôm nay ăn thì coi như là các cháu lên vặt biến. Về bây giờ lai về đây bố con ngồi ăn đàng hoàng thế này. Chả biết nói nào. Mấy thằng con mất dạy này, chúng mày điên à? Hết. Hả? Không phải đâu, đừng nghe. Dứa. Xem này, ông nói sáng. Điều ấy. Ông nói điều rồi. Chúng nó ăn trộm dứa nhà chú à? Trộm. Xin tao ở trên kia rồi, nhưng mà hôm nay tao vẫn phải xuống nói để cho Ngọc biết. Mấy thằng này là quậy lắm. Nhưng mà bảo không phải đẹp. Ui giận đúng không? Vẫn thích. Đấy, trong điều chú bình rượu ăn coi như là đủ mấy quả dứa. Chúng mày thấy đắt chưa? Mày thấy đắt chưa mấy quả dứa mà bây giờ mất bình ong. Bình rượu ong. Đấy là nào làm anh bảo chúng nó nhé. Vâng. Mà tao nhá, không ra đen, tao đánh chung. Đấy, thấy chưa? Chúng mày phải lên đấy chúng giải đinh biết khác được. Tao giải đinh. Đi về rồi thì là lại sổ quản đã đục lên. Mày câu hỏi cho người. Hello mọi người. Chào mọi người. Đấy mọi người. Chào mọi người nhá. Đấy đây là chú quen thuộc của ba anh em mình. Đấy mọi người nhá. Thì hôm qua có ba anh em mình cũng có lên trên vườn nhà chú ấy vặt ba quả dứa, chú cũng cho rồi. Bốn quả đấy chú cũng cho rồi, không tính toán gì đâu mọi người. Đấy thì hôm nay mình lại nhờ chú xuống để vòi tiền của bố Ngọc mọi người. Ông như chú gì? Ông. Ông xuống để vòi tiền của bố Ngọc mọi người ạ. Bố Ngọc cũng chưa biết đâu, tại vì thấy có mấy quả dứa ở trong nhà, bố Ngọc cũng đang đòi ăn. Nhưng mà ông ơi, ông hôm qua cháu vặt bốn quả dứa, ông cho cháu nhá. Ông đừng đánh cháu như đợt trước, cháu ăn trục cam ấy. Không đánh, tí nữa. Đấy cháu chỉ ăn thử thôi. Tí nữa ngọt không? Tí nữa Huy, Huy. Tí nữa vẫn phải lấy tiền của bố Ngọc thôi. Vâng. Tí nữa Huy vào quật dứa để xong là lúc này bố cháu đang ngồi ăn dứa thì ông nhảy vào ông bắt đèn bọn cháu ăn trộm thôi nhá. Thật chứ lại. Còn diễn biến tiền nhá. Vòi hả nói. Tí ra chứ rồi. Ông lấy tiền cũng phải chú vòi. Và còn diễn biến video nào thì mọi người xem hết video của bố đông con mình nhá mọi người nhá. Ok mọi người. Đây, bố em ơi. Ui. Đừng. Thế anh em mình ăn thôi nhỉ. Dứa mà người ta em thấy nghe người ta là người ta bảo là đang người ta đang xăm mẹ à, ai đang xăm mẹ mà ăn dứa và đẹp mỡ lên màu đẹp, lên màu đẹp đúng không? Đó. Anh đang xăm phải không? Ờ, anh đang xăm là cho nó mẹ ăn sữa bố chết thèm. Dứa đâu đây? Dứa con vẫn còn mà. Còn con mua. Còn mua đấy. À. Mang đây. Nhưng mà bố ăn không? Nộp siêu đây nhanh còn kịp mà. Một miếng thôi nhá. Cho một miếng, cho một miếng. Ngọt lắm bố. Không. Chúng mày ăn chưa? Phương Phước nay thì ngọt dễ đấy, mà đâu, cho bố một miếng được. Một miếng thôi. Một miếng thôi. Đâu có miếng. Mà ăn dứa ăn được gì không nhỉ? Chắc không bố ạ, đẹp mà. Đẹp mà. Đùa đâu. Mẹ thơm bím ấy. Ăn nhỉ? Đấy, ăn nhỉ? Mày xả đấy, đùa đâu. Dưa bố ăn vào nhá. Dưa. Rồi, chúng mày mua đâu hay mẹ mày mua? Dưa đấy nhá. Bọn em dưa con mua đây. Con bán mẹ đây. Hôm qua bọn con mua kìa. Mẹ mua lại mấy quả, bốn quả nhỉ? Mẹ thấy ngon quá, mẹ mua lại đi. Con ăn hết rồi. Ăn gì đến phải. Ngon ngon không? Ngọt nhiều nước nhỉ? Dứa này nha, trồng trên đồi nha. Nắng gai gai, ngọt lý. Mà ăn dứa là mát chứ không phải là nóng đâu. Ăn dưa hấu mới là nóng. Ăn dưa hấu chỉ mát mồm lúc đấy thôi. Còn ăn dứa thì mát trong mà. Dứa này cồng trên đồi gọi là đất chủ xa đấy. Không thuốc sâu luôn. Đúng rồi. Chỉ tưới nước. Không nào. Ôi, quá thế. Anh ăn đi. Con ăn rồi. Con đấy nhá. Cái ông chủ đấy nhá. Ông chồng nhá. Ông chăm chỉ lắm. Ông nhổ cỏ sạch bóng nó mong. Chẳng tưng một cái giống. Dạ. Bố đã mấy miếng nữa. Mọc nước. Ngọt. Bố thấy hôm nay bố không đi xăm à? Không, đau quá. Không nghỉ một hôm. Thế cho các bạn con xin miếng. Ăn nè. Mày xin cái gì? Vâng, con ăn. Ngọt nhỉ bố nhỉ? Ngọt đâu? Ngọt. Không nghỉ trưa mà ăn uống gì giờ này ngon hết. Ô. Ông. 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 Chú ngồi uống nước chú. Biết rồi. Đứa này ông mua rồi á? Ăn mãi. Chú ngồi uống nước. Mày tay... lấy nước cho chú. Chung mình... chung đi lấy con nước. Tay đây. Tay tao làm ra dứa này tao không biết ngọt hay không nữa. Tay tao làm ra dứa này tao không biết ngọt hay không nữa thì các mày. Đây dứa nhà chú trồng ở trên đồi đấy. Trên đồi cái kia.
Thế sao chúng mày vẫn mua mà? Hả? Ông nhầm rồi. Ông nhầm ai rồi? Nhầm. Mà cháu mua vậy. Tao đếm từng quả. Cái gì cơ? Gai nó chọc vào tay cái còn không? Đâu đâu, mà cháu không quả. Đi mua thì mà gai chọc vào tay cái kia. Đâu, không phải, có bị xước. Ông qua cầm ôm quả dứa, nhiều dứa. Bốn quả cái tay. Bốn quả. Ôm cái xước, xước tay này. Thôi không quanh đi co. Đi mua dứa mà em mà định xước tay này. Con mua của trưa ấy. Thế tại này. Tại đi vội quá. Vội quá. Thôi không quanh co nữa. Chú có gì chú nói thẳng. Thôi ông hiểu nhầm rồi, không phải dứa. Im mồm. Chồng chú chưa được ăn, cái ăn đến một quả thôi là nó còn út hết, vẫn chưa được chín như thế này đâu. Có mấy quả để nuôi lại, bảo để hôm nay ăn thì coi như là các cháu lên vặt biến. Ờ. Về bây giờ la về đây bố con ngồi ăn đàng hoàng thế này. Chẳng. Chả biết nói nào. Mấy thằng con mất dạy này chúng mày điên à? Hết. Hả? Không phải đâu, đừng nghe. Dứa. Xem này, ông nói điều ấy. Ông nói điều rồi. Chúng nó ăn trộm dứa nhà chú à? Trộm. Xin tao ở trên kia rồi, nhưng mà hôm nay tao vẫn phải xuống nói để cho Ngọc biết. Mấy thằng này là quậy lắm. Không chơi đâu. Chúng mày đi ăn trộm dứa mày mang về cho bố mày ăn à? Nhà này chết đói à? Hả? Buôn từ từ nữa. Ông đang nói ở trong tay rượu. Ông lì tiền lắm. Mày lý trộm mà nói mà mày bảo ai say rượu. Chúng mày đừng có ăn nói hỗn láo nhá, vớ vẩn nhá. Ai say rượu? Chúng mày có phải lấy dứa nhà chú không? Có phải trên đồi kia không? Nhiều lần rồi chứ không phải một lần nhá. Lần thì kêu là mẹ xui đi lấy. Dạ. Xong rồi tức là đổi thế hả? Có một lần cháu lấy, không phải mẹ cháu xui nhá. Còn cháu tự lên vặt. Tao hỏi thì mày cầm con dao bài, mày cắt. Mày bảo là mẹ bảo con lên cháu lên cắt. Không, lần đấy không phải mẹ cháu bảo bọn cháu thèm mà cháu lên. Không nói nữa, tóm lại là mấy quả dứa này hôm qua mày xin rồi đúng không? Vâng. Nhưng tao quyết định hôm nay vẫn phải xuống nói với Ngọc. Chết. Mẹ chú mày. Lấy xong rồi mày đi xin, thế thì còn nói cái gì? Mày nhà này chết đói à, mày đi ăn trộm dứa chú. Thích thì xin chú đàng hoàng thì chú cho chứ làm sao mà. Thế mà phải như thế. Ui giời, đây, tháng lắm bố ạ. Thế không? Con xin hai, cho hai quả. Con xin quả to. Ông nào tham, nói đàng hoàng. Thế bố tham gì mà tham. Bố bảo con chết đói thì bố cũng chết đói là sao bố ăn. Chúng mày lừa bố mày hả? Tao đói đi mà tao còn chưa được ăn. Đây ông nằm. Bây giờ còn ăn cái gì nữa? Tao đang đầy ruột đầy gan đây đây. Ôi, đấy mày xem tao là xô hổ sư mình. Tóm lại là không đánh đâu nhưng mà phải làm thế nào chứ. Chúng mày biết chú ấy tốt thầy thân thiết nhà mình hay đánh, hay giúp này giúp kia mà chúng mày đi ăn trộm nhà chú ấy là nào? Giọng nát hết cả sắn. Còn giọng nát sắn này của chú ạ. Thế cái mãi đất. Ôi. Không có đổi trai vào đây được nữa, dứa đây rồi. Thì nó vặt qua, nó vặt có nhiều nhá. Chú xem nó vặt có nhiều. Tóm lại là nhiều như hôm qua là ôm 4-5 quả gì đấy. 4-5 quả. Về thì nó xin ở trên ấy là bảo thôi rồi biết tạm thời cầm về đi. Toàn về đứa con trời đánh thôi. Về đây lại còn chú nói. Mày báo à? Nói sao con báo lên lưng thì chú mày toàn báo bố mày thôi. Đời bố mày chỉ gánh con báo thôi. À vâng, sao? Thở. Xin lỗi chú một câu, còn chú ý. Có xin rồi. Xin hôm nay có bản mặt của Ngọc. Ra đây. Sao chú? Chung mày mới lên đây mày cứ đi theo chúng nó làm gì? Sao chúng mày nói qua là mày xin rồi thì mày về mày phải bảo là con xin ông làm trên vườn. Thế sao mày về nói với bố Ngọc là con mua? Hả? Mà xin ông có cho đâu. Cho rồi nhưng hôm nay đã thế tao lấy tiền. Thôi chú ơi. Nhá. Con dạy cái. Cho mỗi hai quả cho hai quả. Chú ơi con dạy cái mang để cháu. Cái mấy quả dứa thì nó chả bỏ đèn mà chúng nó mịt. Chúng nó mịt nhưng mà từ sau là không được ăn trộm của chú nghe chưa? Ôi nhưng bố bảo ông đấy ông đừng. Đi rồi. Ông đấy. Ông đấy. Ông đấy. Ông đấy. Ông đấy. Ông đấy. Chồng sau nhà. Cứ chồng sau nhà mình thì làm thèm là mình đang trộm mà. Nhưng con đi của hai chồng đâu mà mình vào đòi ăn hả? Vậy đó. Ngon thì phải xin chứ. Chú cho ông cho thì mới lấy chứ. Xin thì ông không cho con phải manh động chứ. Ừ. Chú cái cho nó bán đi. Con dạy mà cái mang để tha cho nó. Xin thì ông cho hôm qua rồi đã thế là bảo là lần sau cấm được lấy nữa. Nhưng về nhà phải nói với bố Ngọc là
con xin con trộm của ông như ông cho về đây lừa bố Ngọc. Không có gì cháu đền chú, nhưng mà cái này mỗi chú cháu thôi gì để chú đền. Nói chú nói thế rồi để cho biết mà răn đe chú nói nhé. Lần sau tao đánh trông không nói nữa. Biếu chú bình rượu, gọi coi như đổi dứa tình cảm cho chú. Lấy bình rượu đây để cháu biếu. Thôi được, quy cái nọ ra kia, tao chỉ thích rượu. Rượu đối với tao là xong hết, lần sau là tao ngủ say thì tao mà đấy. Đây chú ơi, ô chú mày. Thì trưa mai ông ngủ ngon với nhau nhá. Đúng rồi, đây chú ơi, cháu có bình rượu ong. Nhưng mà bảo biếu cho em. Ui giận đúng không? Vui thích. Đấy, cháu biếu chú bình rượu ong coi như là đủ mấy quả dứa. Chú mày thấy đắt chưa? Mày thấy đắt chưa mấy quả dứa mà bây giờ mất bình ong? Bình rượu ong. Đấy là nào làm anh bảo chúng nó nhá. Vâng. Mà tao nhá, không gian đen, tao đánh trông. Đấy, thấy chưa? Chú phải đi lên đấy, chú giải đinh mới khác được. Tao giải đinh. Đi về rồi thì là lại sổ quản nó đục lên đến tận bẹn. Cần thông cảm cho chú nó nhá. Vâng. Giải đinh thì cháu lấy 500 cháu hút. Được. Chú mày nướng, chú mày ngồi đây. Chú về đi, cháu dạy dỗ bọn này. Lần sau ăn trộm. Chú mày thích nhờn không? Nhờn gì đâu. Tao học chú mày nhờn những người lớn kiểu gì đấy. Chú mày ăn trộm say nè, chú mày cứ cậy tao là nào. Không cậy không? Ai cậy bố không cậy. Thế mà chú mày ăn trộm, chú mày sai rồi, chú mày cũng xin lỗi không? Nhưng mà xin ông cho đâu, chẳng lẽ ăn trộm. Không cho. Không cho ăn trộm. Cháu ta trộm ra rồi. Bố ơi, ăn trộm cho bố là anh cũng vừa ăn xong. Vậy, anh rửa tao tôi đập chết bây giờ. Anh rửa bố. Chú mày đến phòng ăn rửa. Báo ăn rửa ra, không cho bố ăn. Bố nói xin miếng. Bố ngồi ăn đi cho ra hồi đẹp đi. Anh ăn miếng nữa. Tao không ăn nữa. Bố tất cả mấy người ăn cái gì đó à. Bố ơi, cứ ở đấy cả. Thế chứ sướng như mất bình diện đi đó.